game. Đây là cái lọ video thầy sẽ hướng học về Pascal, cách tiếp cận Pascal và bất kỳ lập trình nào nhất và hiệu quả nhất. Thì thực sự ra sau khi thời gian dài mà thầy đã học về lập trình, biết ra rất là nhiều lập trình, từ lập trình web đến lập trình các phần mềm máy tính, vân vân vân, lập trình trên điện thoại Android, iOS, rất là nhiều, biết sơ qua thôi. Thì của thầy bất kỳ một cái ngôn ngữ lập trình nào nó cũng có một cái cấu trúc rất là giống nhau. Cái quan trọng của một lập trình giải những cái bài tập về lập trình đầu tiên là cái ý tưởng, hai là cái thuật toán, để làm sao diễn đạt cái ý tưởng của mình ra cho máy tính nó hiểu và nó thực hiện đúng như là mình mong muốn. Còn cái việc mà ngôn ngữ Pascal, C thăng, C cộng cộng, hay là C cộng, là Java, vân vân, những cái ngôn ngữ đó thì nó hoàn toàn giống nhau. Ngôn ngữ nào nó cũng hỗ trợ rất là giống nhau. Cái khác nhau của những cái ngôn ngữ này là cái đích đến của nó. Pascal thì cái đích đến của nó là đâu, Java, C thăng, C cộng cộng nó đến đâu, đích đến của nó là làm ra một cái phần mềm cho Android, làm ra phần mềm cho iOS, hay là viết một cái phần mềm. Và cái khác nhau cơ bản thứ hai là mỗi ngôn ngữ lập trình nó có một cái câu lệnh, một cái cấu trúc lệnh riêng, vẫn là diễn đạt một cái ý là nếu, if cái gì đó thì thực hiện cái gì đó, nếu mà cái gì đó đúng thì thực hiện cái gì đó. Thì Pascal nó có cái kiểu diễn đạt cho máy tính nó hiểu riêng. C thăng, C cộng cộng hay là Java nó có một cách diễn đạt riêng. Thì đây chúng ta đang học lớp 11, tức là đang học chương trình trung học phổ thông, và thầy đã cơ bản là thầy đã không có nhìn thấy được một cái tài liệu về Pascal nào. Tại vì Pascal rất là hay, thầy chưa nhìn thấy một cái tài liệu Pascal nào mà ở trên internet, ở trên YouTube mà các em có thể học theo và hiểu và giỏi về Pascal được, có thể thi sinh giỏi vân vân, có thể giải được những bài tập, cái cách suy luận đó chưa. Cho nên thầy sẽ làm cái loạt video này. Thì đầu tiên để chạy được cái Pascal thì phải có phần mềm, nhưng mà để làm cái để cài đặt phần mềm đó đó, thì ở trong trường mấy em học là Turbo Pascal, là cái nền xanh dương á, rất là khó để mà quản lý nó. Thì đây thầy sử dụng một cái phần mềm khác, nó cũng thực hiện cái lệnh y chang vậy. Quan trọng của Pascal là viết ra cái lệnh thôi, còn sử dụng phần mềm nào để chạy nó bình thường thôi. Thì video sau thầy sẽ hướng dẫn cái đó. Còn bây giờ là thầy muốn, không có muốn, đối với ngôn ngữ lập trình cái kinh nghiệm của thầy là không có học qua là hàm if được viết như thế nào, rồi hàm for vòng lặp được viết như thế nào, cái mảng array thì được viết ra sao. Không phải học vậy. Học như trong trường hồi xưa thì học học xong hết, chưa hết chương trình, nó chưa tới thi nữa thầy đã không biết cái gì rồi. Không có biết gom những đó lại. Đối với một lập trình viên cái học tốt nhất là nhảy vào và làm bài tập ngay tức thì. Cái gì không biết là mình sẽ tìm cách giải quyết. Học cái gì cũng vậy, không chỉ là cái lập trình này. Cho nên video đầu tiên qua cái phần giới thiệu nãy giờ thì thầy sẽ đi thẳng vào trong những cái bài tập đầu tiên cái này. Và ở đây toàn là những cái bài tập thầy thấy rất là dễ thôi. Những cái bài tập cực kỳ dễ. Những bài tập rất là dễ. Rồi, ở đây thầy sử dụng cái trình Lazarus IDE. Lazarus là một cái phần mềm dùng để soạn thảo một cái để viết nên một cái chương trình của Pascal vậy thôi. Và cái cách cài đặt thì mấy em cứ search Lazarus IDE thôi, Lazarus IDE, để em download cái phiên bản phù hợp với máy tính và cài đặt như thông thường thôi, như những cái phần mềm khác. Ở video sau thầy sẽ hướng dẫn mấy em cài đặt. Còn bây giờ thầy sẽ đi vào cái bài đầu tiên. Ở đây có bao nhiêu bài thầy sẽ giải hết bao nhiêu, và mỗi cái bài nó có cái gì đó nâng cao mà thầy nhìn ra được những cái bài tập mà có thể nâng cao hơn á, thì thầy sẽ hướng dẫn và giải cho các em. Bài 1 nó nói là tìm cái giá trị lớn nhất trong bốn số A, B, C, D.
ABC được nhập từ bàn phím. Đầu tiên á, là mấy em phải nghĩ mấy em là một cái máy tính chứ không phải là một con người. Là một cái máy tính, đừng có nghĩ mình là người. Khi mà làm lập trình á, mình nghĩ sao? Máy tính hãy đóng vai trò là một cái máy tính, thì máy tính nó nghĩ sao viết ra cái đoạn mã như vậy. Và cái máy tính nó hơn con người ở chỗ á, là nó không ngại gian khó. Tức là bây giờ á, tìm giá trị lớn nhất của bốn số ABCD thì có thể tìm giá trị lớn nhất 1 tỷ số ABCD, máy tính nó cũng làm như thường, nó không có sợ gì cả. Quan trọng á, là người chủ của nó là mình nè, lập trình viên nè. Mình muốn nó ra làm sao. Rồi bây giờ á, quan trọng của lập trình á, thầy đã nói rồi, cái quan trọng đó là cái thuật toán, cái thuật toán của cái bài này. Chúng ta phải suy nghĩ ra cái bài này có thể giải theo những cái kiểu nào. Tìm giá trị lớn nhất của bốn số ABC, đầu tiên á, là mình phải biết bốn số ABCD là gì. Biết cái đó thì làm sao? Là phải lấy từ người dùng, tức là input. Người dùng phải nhập dữ liệu vào cho mình bốn số A, B, C, D. Sau khi có dữ liệu của bốn số A, B, C, D đó, thì mình sẽ xử lý. Bây giờ khi mà có A, có B, có C, có D, thì phải xử lý như một cái máy. Làm sao để biết A, B, C, D có giá trị lớn nhất trong toán học á? Trong toán học á, tìm giá trị lớn nhất của bốn số á, thì mình chỉ có việc là nhìn số này với số này, coi hai số này nào lớn hơn. Nếu đó lớn hơn á, thì nó là giá trị lớn nhất. BC coi thằng nào lớn hơn, thì nó là giá trị lớn nhất. Nó sẽ so sánh, nó lấy đầu tiên lấy số A nè, cái so sánh với B, nó so sánh với C, so sánh với D. Ta nhìn cũng vậy thôi, thông thường nhìn vô coi bốn số nhìn mắt thường, chúng ta sẽ thấy điều đó. Thì trên máy tính á, thì nó sẽ diễn, sẽ làm như thế nào? Đầu tiên á, nó sẽ cho cái giá trị lớn nhất á, của nó là mắt hai chấm bằng, hai chấm bằng là bằng, là bằng mắt hai chấm bằng bằng a, dụ dỗ cho a là giá trị lớn nhất. Xong cái nó so sánh, nó so sánh a với b. Nếu nó so sánh là nếu mà a nó lớn hơn b, ổn lộn, b mà lớn hơn a, nếu mà b lớn hơn a thì gì? Thì mắt chính là a, thì mắt hai chấm bằng bằng b chứ lộn, tại vì b lớn a. Sau đó đó cô lộn vậy. Tại vì thằng mắt này đang là a, cho nên lúc này lúc mà so sánh á, mắt nè là a nè, hai chấm bằng a nè, mắt là a. Thì mình sẽ so sánh, lấy thằng b so sánh với mắt, lấy thằng c so sánh với mắt, và lấy thằng d so sánh với mắt. Lấy thằng b so sánh với mắt thì sao? Lấy thằng b so sánh với mắt là mình chỉ việc là viết là nếu mà mắt nó bé hơn b thì, nếu mắt bé hơn b thì if mắt bé hơn b thì mắt sẽ là b, mắt sẽ là b. Sau đó đó, cái mắt nè đang lúc này là b nè, thì sao? Thì nó sẽ so sánh với thằng c, nó sẽ kiểm tra cái mắt với thằng b, mắt với thằng c, mắt với thằng d, nó kiểm tra từng thằng từng thằng từng thằng, nó kiểm tra từng thằng từng thằng từng thằng. Thì cái kết quả cuối cùng sau khi nó kiểm tra thằng mắt với tất cả những này nè, thì nó sẽ tìm được cái giá trị lớn nhất của nó. Hiểu không? Hiểu không? Nó sẽ đi so sánh từng thằng từng thằng từng thằng, nó sẽ tìm ra thằng lớn nhất. Thì giờ mình sẽ viết viết như thế nào, viết như thế nào. Thì cái đầu tiên á, của cái Pascal á, là cái dữ liệu nhập. Ở đây á, thầy sử dụng cái phần mềm này để cho mình có thể khối chữ, copy paste gì đó vân vân, rất là tuyệt vời, rất là nhanh nhanh chóng. Bây giờ nè, đầu tiên á, mấy em thấy là một cái ngôn ngữ lập trình á, tại vì phần mềm này nó tự tạo ra cái file này. Vô file nè, new nè, và chọn cái program nè, ok một cái thì sẽ tạo ra cái file này đó. Nó tạo ra cái file y chang như thế này. Thì khi mà mấy em làm trên bộ tụt bộ Pascal á, là mấy em phải viết được cái chữ này program. Đầu tiên là khai báo program là cái chương trình và tên của chương trình đó, sau nó phải là dấu chấm phẩy. Quan trọng trong Pascal thì đằng sau nó phải có dấu chấm phẩy. Nếu mà sai dấu chấm phẩy á, thì ở cái khung message này nó sẽ báo lỗi. Rồi, kế đến á, là sử dụng use, là sử dụng những cái library, những cái nào đó. Thì đây á, thực sự là cái phần mềm của chúng ta hiện tại không cần thiết sử dụng cái thằng này, và luôn thằng này luôn mình không cần thiết. Cái Pascal của mình, đầu tiên là khai báo program, rồi tên của nó, sau đó là begin end chấm. Rồi, thì
Kế tiếp á là mình sẽ khai báo biến. Đây là cái khung biến nè, nó chia làm nhiều nhiều cái block, cái block code à, cái block code à, đầu tiên á là khai báo row RAM. Kế bên á, sau row RAM á thì mình sẽ khai báo biến. Ở trên biến á là mình sẽ có cái type là cái loại dữ liệu à, thì cái này á thầy sẽ đề cập sau. Còn bây giờ á chúng ta chỉ cần khai báo biến thôi. Thì này á đề yêu cầu á là nhập vào bốn số ABCD thì thầy sẽ khai báo biến là ABCD. À, và bốn số này á một lát thầy sẽ làm cho mấy em một cái bài tập nâng cao hơn. À, đầu tiên là khai báo biến là variable à, là và ABCD và cái dữ liệu của nó, cái loại dữ liệu của nó hai chấm, loại dữ liệu của nó là integer. À, một lát nó sẽ có một vài cái loại và đằng sau nó chắc chắn phải có dấu chấm phẩy nha. À, cái kế đến á là viết phương chương trình. Đầu tiên á là mình sẽ à, lấy dữ liệu vào à, thì mình sẽ read là đọc, đọc cái dữ liệu mà người ta ấy vào à, read line gì à, read line mở ngoặc à. Read line à, read line a, điều đó chấm phẩy một cái, điều đó có nghĩa là gì? Read line a tức là lấy dữ liệu từ người dùng và lưu vào cái biến a, lấy dữ liệu từ người dùng và lưu vào biến a, nhớ cái điều này à, lưu lại cái hàm read line ở trong đầu mình đi. À, bây giờ thầy sẽ chạy cho mấy em coi nè. À, run nè, bấm vào nút run nè. Đó. À. À ở đây á, nó báo cái lỗi nè. À, compile project target project.ne exit code error 3. À, đây nè. Identifier not found integer. À, thì ở đây á nó phải là integer chứ không phải là integer như thầy. À, cái loại dữ liệu này là loại số nguyên. Đó. Tức xịt rồi nè. Rồi, ở đây nó báo á, à, những cái biến B, C và D thì chưa được sử dụng. À, thì khi mà nè, à, trong Pascal, Turbo Pascal nó cũng hiện ra cái bảng giống vậy. Bây giờ yêu cầu mình nhập. À, mình nhập cái này, enter cái là xong. À, là mình đã nhập xong. Đó, tắt nó đi. Tino. Rồi. À readline a. Rồi, bây giờ á à, tự nhiên readline a, người ta không biết readline cái gì. Nên á, lúc này á thì mình sẽ à, phải viết ra cho người ta biết, thì mình sẽ viết ra cho người ta thấy á thì mình sẽ là write line. Tức là viết ra một cái hàng nào đó. À, đúng không? Viết ra một cái hàng nào đó cho người ta thấy. Thì cái write line này á à, nó sẽ là à, như dạng như thế này, write line như thế này và à, nó phải có ngoặc đơn để mình viết cái chữ ra. Ví dụ write line à, mở ngoặc đơn của lòng cái dấu một phẩy này nè, cái dấu phẩy này nè à, và cái này mình nói là hãy nhập a à, nhưng mà người ta không biết là cái chương trình mình đang chạy gì, vì thế á thầy sẽ trước khi à, nhập a đó thầy sẽ làm cái này, thầy sẽ write line à, thầy sẽ write line tức là write là viết, line là một cái hàng, viết xong rồi xuống hàng. Write line cái gì? Write line là à, mở hai cái ngoặc này à, ta sẽ nói là tôi sẽ tìm số lớn nhất trong à, bốn số bạn nhập, đúng không? Mình sẽ nói như vậy à, đó. Rồi xong, write line là nó nhập xong cái này xong cái nó xuống hàng. À, nó nhập a hai chấm cách một cái à, thì sẽ kêu người ta là nhập a. Bây giờ á, chỗ này á, là write line, mấy em sẽ coi là cái chương trình sẽ chạy như thế nào nha. À, tôi sẽ tìm số lớn nhất trong số bốn số bạn nhập. Mấy em thấy là thầy viết write line tức là viết xong cái hàng này xong rồi nó xuống hàng, được không? À, như vậy á, thầy không muốn nó xuống hàng như là nó xấu quá à, thầy tắt à, thầy muốn cái này á là write thôi à, thì nó sẽ như thế nào? Write thôi, không có like. Rai thôi à, thì rai xong á mấy em thấy là cái này nè à, nó nhảy được chưa, enter một cái là kết thúc chương trình à, à khi mà à, thông thường á thì để mà cái chương trình á nó có thể mà để cái chương trình nó có thể à, mà ấy á có thể mà nó chạy sau khi thực hiện xong cái đoạn code trên này nè và để nó giữ lại đừng cho mình đọc những cái ấy. Ví dụ như bây giờ thầy viết nè, sau khi read line a đó thầy muốn là write line. Mấy em sẽ thấy một cái vấn đề nó nổi cộm ra, tại vì chúng ta mới tiếp cận vào cái Pascal à, write nè.
Thầy sẽ số A bạn vừa nhập là hai chấm cách một cái. Số A bạn vừa nhập là nguyên nguyên cái khung từ đây đây nè, ở nguyên cái khung ở trong hai dấu phẩy nè, thì nó sẽ xuất ra y chang như mà em viết ra. Và thầy muốn là A, thầy muốn lấy cái biến A này nè, thầy muốn lấy cái biến A này nha, thầy muốn lấy cái biến A này, thì thầy sẽ phẩy một cái, và thầy ghi chữ A ra. Và đằng sau này á, mấy em nhìn thầy chạy nó sẽ báo một cái lỗi. Ủa sao nó không báo lỗi? Báo lỗi tại vì thằng đằng sau này nó phải có dấu chấm phẩy, mà hiện tại giờ không có dấu phẩy thôi. Chắc là thằng cuối cùng nó không cần thiết hay sao á. Thầy chấm phẩy nó một cái đi. Cái nội cái hay của cái phần mềm này á, là mình có thể chỉnh sửa. Nào, bây giờ nhập A nè. Bây giờ thầy sẽ cho A là U, mấy em sẽ thấy nó báo lỗi. Nó error, mấy em thấy nó ra cái lỗi error đúng không? Đó. Rồi. Lý do gì nó ra error? Lý do thầy khai báo cái biến của thầy á, là integer. Integer. Để coi cái lỗi đó, thầy sẽ read line mấy em. Read line là gì? Là chờ người dùng. Read line là nhập dữ liệu vào trong cái biến A nè, người dùng sẽ nhập cái dữ liệu trong biến A. Còn read line này nghĩa là gì? Là nhập dữ liệu nhưng mà không lưu vào đâu cả, tức là có một hàng chờ mình nhập dữ liệu rồi mình bấm enter. Read line này nó chỉ kết thúc cái hàm read line này khi mình nhấn cái nút enter thôi, hiểu không? Nhấn nút enter thì nó kết thúc cái nhập liệu. Rồi em sẽ nhìn thầy nhập nè, nhập a thầy sẽ cho là tt, chắc chắn báo lỗi. Lý do gì? Tt là một cái string, là một cái dữ một cái chuỗi, còn cái này là một cái số, nó cần người dùng nhập vào một cái số đó. Cái runtime á nó bị lỗi đó. Rồi bây giờ á, thầy chạy cho mấy em coi nè. Bây giờ thầy nhập cái khác nha, thầy nhập số đi, số 5 đi. Em thấy là số A bạn vừa nhập là 5, thấy không? Số A bạn vừa nhập là 5 nè, hai chấm cách một cái số 5. Rồi hiểu không đó? Tại vì mình nhập nó sai đó, một lát thầy sẽ chỉ cho mấy em cái cách mà làm cho nó nhập sai, đúng không? Nhập sai nó không có thoát cái phần mềm ra. Nhập sai mà nó không thoát phần mềm nó mới kinh. Còn bây giờ nhập sai mà nó thoát phần mềm thì nói làm gì? Nó cái vấn đề là như vậy. Rồi bây giờ thầy sẽ nhập cái số A. Thầy sẽ giải cho mấy em cái bài tập nhập 1 tỷ số và tìm cái lớn nhất của 1 tỷ số đó. Bây giờ ông ta đang giải quyết cái vấn đề là nhập dữ liệu thôi. Write cái thằng này, read line thằng này. Tương tự, thầy muốn nhập B. Mấy em thấy là cái việc mà nó cứ lặp đi lặp lại như thế này nè. Đó. Và nó read line B. Trời ơi trời. Đó. Rồi này là C. Read line C. Này là D. Read line D. Trời ơi. Bây giờ thầy muốn nhập 500 số thì sao ta? Không lẽ mình copy cái này á, mình dục xuống 500 lần rồi mình lưu A, B, C, D, E, F. Rồi sau đó mình làm gì? Mình khai báo 500 thằng này nè, nó mới nhận được. Pascal nó hay ở nó em muốn sử dụng cái biến A này á, là em phải khai báo ở trên cái block variable này nè. Phải khai báo biến trước rồi mới tới cái đoạn chương trình begin end của nó. Em mà sử dụng cái biến này là biến E nè, tự nhiên á, nó sẽ báo lỗi cho em liền. Thấy chưa? Nó nói là identifier not found E, tức là E chưa được xác định, E chưa được định nghĩa trước đó. Đó. Vì thế muốn sử dụng 500 biến tìm 500 cái là chỉ chút chết mà thôi. Vì thế sẽ có cách, và cách thầy sẽ chỉ thường thôi. Bây giờ chắc chắn rồi. Thằng này khi mà chạy mấy em sẽ thấy là nhập A thì thầy nhập đó. Ê, số A bạn vừa nhập là 4. 4 rồi, ok. Vậy thôi, số A bạn vừa nhập là 4. Mà mình đâu cần xuất ra cái hàng này đúng không? Cái hàng này là nhập liệu. Bây giờ thầy muốn thầy muốn viết cái comment vào đây, tức là nhập liệu. Viết cái nhập liệu. Để thầy mở cái này ra. Đó. Viết cái chữ nhập liệu vào. Nhập liệu nè. Đó. Ở dưới này á là thầy bắt đầu tìm mắt nè. Bắt đầu tìm mắt. Bắt đầu tìm mắt, tức là tìm giá trị lớn nhất.
Thì đầu tiên á, giá trị lớn nhất là A hoặc B hoặc C hoặc D thôi. Cho nên á, thầy cần thêm một cái biến nữa là cái biến mà mắc. Cái biến mắc này á, nó sẽ là current mắc. Mắc tức là cái mắc hiện tại. Đầu tiên á, thầy sẽ cho đầu tiên thầy cho cái mắc này nè bằng A. Khi mà mình assign nó mắc bằng A đó thì mình mắc 2 chấm bằng A. Đầu tiên là mình sẽ cho nó bằng một cái số A. Rồi bây giờ mình sẽ xài cái hàm if nè. Nếu nếu mà B mình so sánh từng thằng B rồi tới C rồi tới D rồi tới E vân vân. Nếu mà B nó lớn hơn max thì gì? Max sẽ bằng bằng B, max 2 chấm bằng B, max 2 chấm bằng B chấm phẩy một cái. Khi mà kết thúc một cái lệnh á phải chấm phẩy y như trên này nè, thầy mà chạy cái nó báo lỗi ngay cái thằng thằng này nè. Thằng này cho nên phải chấm phẩy. Chấm phẩy nó báo lỗi thằng ở dưới giờ chạy nè. Thấy chưa? Ngon lành. Đó. Sẽ 2 chấm bằng B. Tiếp tục nè, thầy sẽ copy cái này. Một lát thầy sẽ thấy cho mấy em thấy cái sự mà gà gà của nó. Rồi. Bây giờ á, thằng này là C, mình so sánh A rồi, mắc đầu tiên là A, C rồi tới D. D, C. Rồi. Sau khi tìm được cái mắc rồi đó, thầy sẽ xuất dữ liệu. Xuất dữ liệu. Xuất dữ liệu thì sao? Thầy sẽ write. Write line. Write line. Write gì? Write vậy. Giá trị lớn nhất. Giá trị lớn nhất là lớn nhất trong bốn số. Trong bốn số A B C D trong bốn số nè. Trong bốn số nè, hai chấm nè. Thầy muốn bốn số rồi. A B C D trong bốn số mà bạn vừa nhập á. Trong bốn số bạn vừa nhập. Bây giờ thầy muốn muốn cho nó ra A nha. Muốn cho nó ra A thì thầy dễ thôi, thầy phẩy một cái A. Thầy phẩy một cái, thầy tiếp tục. A phẩy một cái. Rồi, cái thầy phẩy một cái. B. Mấy em hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Thằng này nè. A này nè. Nó sẽ nó đầu tiên đó, nó xuất cái dữ liệu này ra. Xong cái nó lấy cái giá trị của biến A nó hiện thị ra. Sau đó đó sau A đó thầy phẩy một cái. Cái thầy lấy thằng B. Phẩy một cái thầy lấy thằng B ra. Lấy B xong á thầy phẩy một cái. Này viết như thế này đi. Phẩy một cái dấu cách một cái. Rồi tới thằng B, thằng B xong á thầy phẩy một cái. Và thầy phẩy một cái, thầy dấu cách một cái. Tới thằng B, B xong rồi đó. Tới thằng C. C á thì thầy phẩy C, phẩy một cái mở ngoặc. Cách một cái. C xong rồi thầy phẩy một cái tới D, D thầy phẩy một cái. Đó. Phẩy một cái nè, D nè, thầy phẩy một cái và thầy đóng cái này lại. Đóng này lại. Hai chấm cách một cái. Nghĩa là sao? Số A phẩy B phẩy C phẩy D hai chấm là gì? Là mắc. Phẩy mắc. Rồi, sau thứ right line này thì mình phải chấm phẩy một cái, nếu không sẽ báo lỗi. Mấy em coi nè, nó báo lỗi tại vì đằng sau nó còn cái mã read line nữa cho nên sẽ báo lỗi này. Syntax error tức là lỗi mà cú pháp chấm phẩy expected but define read line not found đó. Chấm phẩy ở đây nó mới được. Rồi thầy sẽ chạy cái mã này. Rồi. Rồi, bây giờ nè, mấy em sẽ thấy nè. Mấy em thấy là ở đây nó báo lỗi nè, variable border nó seem to be initialize nè. Tức là cái biến B hình như là chưa được sử dụng. Thì thầy nhìn lại cái mã thầy ở đây á, nó phải là B nè. Đó. Cái console cái message này nó hay lắm, mình phải hiểu được. Rồi bây giờ á, ở đây nó không báo cái gì hết là code thầy quá đẹp nè. Tôi sẽ tìm số lớn nhất trong bốn số bạn nhập. 4 5 6 7 enter cái. Vậy giá trị lớn nhất trong bốn số 4 5 6 7 2.7 để cho đẹp hơn á thì thầy sẽ là 2 chấm tà 2.7 và thầy chạy cái mã này. Thầy sẽ nhập là đó. Vậy cái số lớn nhất của trong bốn số này là 76745. Mấy em thấy là cái đoạn mã viết rất là dễ đúng không? Đầu tiên á là nhập liệu, nhập liệu, nhập liệu, nhập liệu của người dùng vào thì mình phải là read line thằng đó. Rồi, sau đó là mình sẽ làm cái hàm đi tìm max. Cái hàm đi tìm max là hàm sau là đi tìm giá trị lớn nhất á, là cái mà đề yêu cầu nè. Còn cái việc nhập liệu á là mình cần phải có bốn số này, cho nên
block nhập liệu này á, là cần thiết. Sau khi đó, đó mình sẽ xuất dữ liệu cho người dùng thấy. Thì trong cái đề cũng kêu tìm giá trị lớn nhất rồi xuất nó ra, tìm xong rồi xuất nó ra cho người dùng thấy. À, người ta nhập. Bây giờ á, thầy sẽ tắt video đây. Và cái video sau á, không, thầy sẽ làm luôn cho mấy em dựa trên cái đoạn mã này. Thầy sẽ hướng dẫn cho mấy em sử dụng cái mảng để lưu những cái nhập liệu vào. Lưu những cái nhập liệu vào. Và thầy sẽ lưu cái này lại đi. Thầy sẽ đi tìm. Thầy sẽ copy cái này lại. Đó. Đây. Ở đây chắc thầy bỏ nó vào trong một cái gần nhất của thầy. My document. Tạo đi một cái thư mục mới đi. Folder Pascal. Rồi, ở đây thì thầy sẽ có mấy này lại. Thầy mọc đi giá trị lớn đó. Invalid project này. Bắt đi, rồi sell luôn. Vậy là bỏ dấu, bỏ những dấu phẩy đi. Như vậy là nó không cho tiếng Việt. Vậy là nó không cho dấu cách luôn. Cho dấu cách Pascal nó không chịu đọc cái dấu cách ở trong cái file. Đó, thì thầy sẽ sửa nó là như thế này. Rồi ok, nó cho mình sell rồi thôi. Bài 1 là tìm mắt trong 4 số. Bây giờ thầy sẽ viết một cái chương trình khác. Cho mấy em thấy cái sự bá đạo của Pascal trong cái việc là nhập vô số cái cần thiết cho đến khi mà người dùng. Đầu tiên thầy sẽ file new. RAM ok. Thầy sẽ viết một cái phần mềm, viết một cái chương trình mà có thể nói là thầy sẽ lưu cái chương trình này lại. Và cái tên của chương trình này á là bài 1 nâng cao. Bài 1 nè. Nâng cao nè. Tìm số. Tìm mắt trong các số người dùng nhập. Cái vấn đề của chúng ta là người dùng nhập biết bao nhiêu thì nhập bao nhiêu cũng được, nhập cái gì vô cũng được. Ok ha, nhập cái gì vô cũng được. Rồi á, nhập cái gì vô cũng được. Rồi cho đến khi nào á người dùng đánh cái chữ xong vào, người dùng đánh cái từ xong thì coi như là dữ liệu của chúng ta đã nhập xong. Và chúng ta sẽ lấy những cái con số đó đó, lấy tất cả những số mà người dùng đã nhập đó đó. Khi mà người dùng nói xong á thì mình sẽ lấy tất cả những cái số mà người dùng nhập. Mình sẽ tìm mắt trong các số đó. Thì để giải cái dạng bài toán này á thì thầy phải sử dụng cái gọi là variable. Và cái thầy sử dụng á sẽ là một cái mảng, tức là các số nhập. Cái mảng của thầy có tên là các số mà người dùng đã nhập. Thì thầy gọi là số nhập để cho mình dễ nhấy. Số nhập là sao? Ở trong Pascal thì nó không phân biệt viết hoa viết thường, cho nên mấy em ghi số nhập như thế này thì nó cũng hiểu cái nghĩa là số nhập thôi, nó không phân biệt hoa thường. Tất cả những cái số đó để viết cho dễ hiểu thì thầy sẽ ghi số nhập. Số nhập này thầy sẽ khai báo nó là một cái mảng. Như vậy cái mảng ở trong Pascal là sao? Cái mảng. Bây giờ cái đề nè. Cái đề của chúng ta nha, để mấy em không biết cái đề. Cái đề là tìm số lớn nhất trong các số mà người dùng nhập vào. Tìm số lớn nhất trong các số mà người dùng nhập vào. Tìm số lớn nhất trong các số mà người dùng nhập vào. Đầu tiên á, thầy sẽ nói về cái mảng. Cái mảng là gì? Bất kể cái ngôn ngữ lập trình nào nó cũng sẽ có cái gọi là cái array. Array trong tin học thì nó gọi là cái mảng. Vậy cái mảng là sao? Cái mảng là tập hợp
những cái phần tử có chung cái loại dữ liệu, tập hợp những cái phần tử có chung loại dữ liệu và được sắp xếp theo thứ tự, được sắp xếp theo thứ tự. Ví dụ như ở trong JavaScript, tức là làm web á, thầy học cái đó, thầy tôi phải yêu phải bạn, những cái thằng này á là những cái phần tử nó có chung một cái loại dữ liệu là string và được lưu vào trong cái mảng gọi là lời nói. Cái mảng lời nói của thầy thì nó sẽ là như vậy. Như vậy để gọi cái từ tôi này ra thì thầy chỉ ghi là lời nói số số 0 hoặc là số 1, lời nói số 1. Trong Pascal thì mình sử dụng số 1, còn trong những cái ngôn ngữ lập trình khác thì cái vị trí này là vị trí 0. Lời nói số 1 thì nó sẽ bằng ngay thằng này là tôi. Khi mình gọi lời nói 1 là tôi, tức là mình write line ra, cái write line của mình á viết ra thì mình sẽ viết cái gì nè, rồi phẩy một cái lời nói được không, thì nó sẽ hiện ra là tôi. Cái chữ đầu tiên trong lời nói là tôi, chữ đầu tiên trong lời nói là hai chấm, phẩy một cái lời nói số 1, tức là nó hiện ra từ tôi. Nắm được vấn đề không? Là cái mạng. Như vậy cái mạng nó sẽ được khai báo như sau. Đầu tiên là thầy cho số nhập là cái mạng, thì khai báo trong Pascal nó cái mạng được khai báo là array. Array là cái mạng, of là của cái loại dữ liệu gì. Thì đây chúng ta sẽ cho người dùng nhập là integer, integer chấm phẩy một cái. Thì mấy em thấy là cái khai báo của thầy chỉ đơn giản là array of integer mà thôi. Còn cái khai báo của những cái thầy cô sẽ là cái mảng của thầy gọi là dynamic, tức là mảng mà mình có thể chỉnh chỉnh cái số phần tử ở trong mảng này. Bình thường cái mảng này chỉ có 3 phần tử thôi. Thì thầy có thể cái mảng dynamic này của thầy là nó có thể chỉnh được, mình có thể set cái số phần tử của nó. Ví dụ như ở đây nè, thầy muốn set nè, length của số nhập là 6, là 7 chấm phẩy một cái. Set length tức là gì, là cái độ dài của cái số nhập là 7 phần tử. Nó đồng nghĩa với việc là khai báo cái này là 1.7 đóng ngoặc lại, 1.7 đóng ngoặc lại, tức là cái mảng này nó sẽ đi từ 1 đến đến 7, tức là nó chỉ có 7 phần tử thôi, nó không có nhiều hơn. Cái mảng này là mảng static, static là mảng cố định, mảng không thay đổi nếu mà mình cài theo kiểu này. Còn nếu mình cài theo kiểu này á, cài theo kiểu của thầy á, là mình phải set len nó, đầu tiên là mình phải cài cái mảng của nó là 7 rồi. Thì cái này á cũng đơn giản thôi, tùy theo. Tùy theo, ví dụ như bây giờ đầu tiên thầy cho cái set len cái số nhập của thầy á là 1, tức là cái mảng của thầy chỉ chứa 1 phần tử thôi. Người dùng nhập xong, người dùng nhập xong thầy kiểm tra cái dữ liệu mà người dùng đã nhập, nếu mà đúng á, nếu mà đúng cái dữ liệu đó đó, thầy sẽ set len là số nhập, tức là 1 cộng thêm 1 là 2. Thầy sẽ set cái dữ liệu là 2, tức là mình sẽ set người dùng nhập bao nhiêu thì mình set bấy nhiêu. Còn cái mảng mà static đó là người dùng nhập 4 cái thì nó chỉ lưu vào 4 cái, nhập 7 cái lưu 7 cái, mà nhập cái thứ 8 đó, nó không lưu được. Hiểu hiểu vấn đề không? Rồi, bây giờ đó, thầy sẽ làm cho mấy em cái phần nhập. Số nhập đó là những cái số có dạng là integer. Một lát thầy sẽ chỉnh cho mấy em một cái điều thú vị nữa. Và ở đây đó, thầy cũng phải cần cái mắt nữa đúng không? Thầy cần cái mắt nữa. Cái giá trị lớn nhất của thầy, cái thể loại, thằng này á, số nhập á, không phải là bằng mà là số nhập hai chấm. Sau cái tên biến là một cái thể loại số nhập là array, là hai chấm, mắc á, là integer, integer chấm phẩy, tức là cái giá trị lớn nhất là integer. Bây giờ thầy thử chạy coi cái hàm set len của thầy á, có ấy không hay không nha. Rồi đó, chạy ngon lành đúng không, set len nó chạy ngon lành rồi. Test len này tức là nó không báo lỗi màu đỏ thì là chạy ngon, còn cái lỗi này là cái lỗi mà mắc thì chưa được sử dụng ở ở trong cái này, đã khai báo mà chưa được sử dụng,
À, thì điều đó có nghĩa là mày hao phí quá. Mày khai báo tao ra, mày kêu tao ra, mày cho tao căn nhà ở mà mày không xài tao. À, ý nói là vậy. Hao phí dữ liệu. Rồi, đầu tiên á là mình sẽ nhập dữ liệu. Nhập dữ liệu. Bây giờ á cho đến khi nào? Cho đến khi người dùng ấn xong. À, người dùng nhập xong. Nhập từ xong. À, người dùng nhập từ xong. À, bây giờ á thầy sẽ phải làm một cái repeat, một cái vòng lặp cho mấy em. À, thì trong Pascal á mấy em sẽ coi là bây giờ á mình muốn làm một cái vòng lặp, tức lặp cho đến khi nào, cho đến khi nào, cho đến khi nào nha. À, thì mình sẽ lặp là Pascal repeat until repeat 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 loop repeat syntax syntax là cái viết á. Ở đây nè, mấy em có thể chọn bất kỳ cái nào cũng được. Rồi chờ nó lớn xíu. Repeat cái gì gì á, repeat những cái statement này nè, từ 1 đến n cho đến khi nào mà cái điều kiện nó xảy ra. Ở đây á mã nó là lặp lại sum bằng sum cộng number. Thì number 2 chấm bằng number trừ 2 cho đến khi nào number bằng 0. Hiểu không? Sum nó thì bằng sum cộng number, thì number á thì bằng number trừ đi 2, thì nó sẽ tính tổng của những thằng đó, nó xuống 2 xuống 2 xuống 2. Đó là repeat. Thì đây thầy sẽ sử dụng cái vòng lặp repeat đó để thầy lặp. Thầy lặp nè, repeat nè, repeat cho đến until nè. Ở này thì nó làm sẵn cái hàm until, cái chữ until rồi. In u n t i l until, until cái gì? Until xong. Until cái nhập. Cái nhập bằng hai chấm. Ủa, cái nhập bằng bằng xong. Cái nhập bằng xong. Và chỉ là dấu ngoặc cái dấu ấy nhỏ này thôi nha. Phải dấu này. Rồi. Thì sao? Thì sao? Thì thầy sẽ yêu cầu người dùng nhập thôi, read line. Repeat until hả? Rồi như vậy thầy sẽ phải khai báo cái biến đếm rồi. Cái biến đếm của thầy gọi là đếm, biến đếm. Thầy cho y, y là cái biến đếm đi, để cho mình dễ dễ truy xuất nó. Biến đếm là y. Rồi cái biến đếm là y. Và thầy thầy có sử dụng cái biến là nhập này cho đến khi nhập bằng bằng không, bằng không nhập. Thầy sẽ làm cái nhập. Cái nhập của thầy sẽ là một cái text. Của thầy sẽ là một cái string. Cái string. Mấy em thấy nhập của thầy là một cái string, có nghĩa là sao? Người dùng có thể nhập bất kỳ gì, nhập số, nhập chữ, nhập vân vân, nhập bất kỳ thứ gì cho đến khi mà nhập cái chữ xong thì nó kết thúc cái dữ liệu nhập. Thì bây giờ mình đang tìm cái giá trị lớn nhất, đang tìm cái max giá trị lớn nhất, mà tự nhiên người dùng nhập một cái chữ nào đó vô rồi cũng lưu vô, rồi sao mình so sánh những cái số đó, sao mình làm cái vòng mình so sánh những cái số đó được, nắm được vấn đề không? Mình không so sánh được những cái số đó. À, như vậy thì sao ta? Như vậy thì sao? Như vậy thì mình phải kiểm tra cái dữ liệu người nhập vào coi nó có phải là một số hay không, nó có phải là một số hay không. Như vậy là mình sẽ xài cái hàm Pascal van, cái hàm van này nè, van function. Cái hàm này thầy sẽ đọc cho mấy em coi cái hàm van function này nó sẽ hoạt động như thế nào. Cái hàm van function này nè, nó read Pascal này nè, nó sẽ cho cái đây cái van này á. Cái van này là một cái procedure. Cái procedure là một cái hàm để nó chạy một cái đoạn mã. Thì cái biến đầu tiên á là string, nhập cái dữ liệu mà em nhập vào. Variable là cái biến mà em muốn lưu vào. Và code đó là cái đoạn mã trả về. Mấy em coi là như thế này. Đây nè. Đây nè. Đầu tiên á nó xài van, tức là đây nè. Cái hàm van, cái ý nghĩa của nó là tính một tôi coi thử cái một cái string này, giá trị của string này có phải là một cái số không, có phải là một số hay không. Ví dụ như người dùng nhập chữ nhập van á, thì content van á, thì chuyển, convert là chuyển cái giá trị hiện có ở trong một cái chuỗi s, một là này nè, là van nó sẽ chuyển cái s này thành một cái giá trị số
hoặc là một cái giá trị do người dùng đã đặt. Enumerated là người dùng đã đặt. Và lưu cái giá trị này vào cái biến B. Cái biến biến V là cái biến này nè. Lưu vào biến V. Cái mà nó có thể dạng là long integer real hoặc là by, long integer số thực hoặc là by, or any hoặc là bất kỳ một cái thể loại mà do người dùng đặt. Cái type nè, enumerated type nè, là cái loại mà mình chưa có học tới đâu. Thầy chỉ sao nếu mà cái sự chuyển đổi đó, tức là biến cái string này thành một cái số nào đó, thì không thành công, thì sau đó cái giá trị code, cái code là cái này nè, nó chứa những cái index, chứa là cái thứ tự, cái vị trí của cái character, là cái ký tự ở trong cái chuỗi này. Ví dụ đi, nếu mà ok á thì nó sẽ báo ấy, còn nếu không thì nó báo lại. String s này á thì cho phép chứa những cái space, tức là những cái dấu cách ở trong cái khi mà bắt đầu, in the beginning, khi mà bắt đầu. The string s can contain a number in decimal, có thể là cái s này á thì nó có thể là gồm những cái số ở trong cái dạng thập phân, gì đó, này là nhị phân, hexa là cái gì đó, octa gì nè, là những cái mã phân đó đó, diễn tả cái ngôn ngữ. Rồi lỗi nè, nếu mà cái việc chuyển đổi này nó không thành công thì cái giá trị của cái code, là cái giá trị của thằng này nè, sẽ diễn đạt cái thứ tự, cái vị trí, position là cái vị trí nơi mà cái việc chuyển đổi nó bị sai. Giờ ví dụ, trời ơi, cái này code này nó cùi quá, cái mã này nó cùi quá, mã này cực kỳ cùi, mã này cực kỳ cùi, thầy phải xài cái phần mềm khác thôi, xài cái My Document Reference này nè, Pascal này nè. Chỉ có ổ bậy bậy cái này luôn. Kia nó có một vài cái ví dụ rất là hay. Thì đây nó chắc nè, giá trị của param một và lưu vào biến y và cái code trả về. Nếu mà cái code trả về nó khác không, cái code trả về khác không, tại vì khi mà thành công á thì code trả về nó sẽ là không. Nói gì nãy giờ chắc mấy em khó hiểu quá. Rồi bây giờ thầy sẽ sử dụng cái biến này để thầy làm cho mấy em coi nè. Thầy sẽ viết vô cái đoạn code này. Đầu tiên á, là thầy sẽ write thôi, thầy khỏi like, write cái gì, thầy sẽ write cái gì, write là nhập số thứ phẩy một cái y, số thứ y. Đầu tiên thầy phải cho y bằng y hai chấm bằng một. Đầu tiên thầy cho y bằng một trước cái đã, là cái số đầu tiên là số một. Không, cho y là không, thầy cho y là không, tại vì khi mà cái dạng dynamic á, dynamic là array, dynamic array á là một cái chuỗi mà có thể thay đổi được á, thì cái số ban đầu của nó phải là lời nói không chứ không phải là nói một cái vị trí nè. Cho nên á, thầy cho thằng y này là không, cho thằng y này là không. Rồi, thầy sẽ cho cái set length của này là y cộng một. Set length của này là y cộng một, tức là gì? Cái số nhập là cái số mà người dùng nhập nè, nó sẽ là y cộng một, tức là khi mà người dùng nhập đầu tiên á thì nó chỉ có một phần tử thôi. Ban đầu là không, y cộng một là một phần tử, dùng sẽ nhập một phần tử vào, sau đó mình sẽ repeat, mình sẽ lặp lại cái này cho đến khi nào người dùng nói xong. Thì hãy nhập cái số thứ y, cái y này á thầy cũng phải cộng một vào, y này cộng một vào. Sau đó đó, thầy read line, khi mà nhập xong rồi đó thầy sẽ read line, read xong rồi xuống hàng, tức là người dùng nhập xong rồi nó sẽ xuống hàng. Thầy sẽ read line cái gì? Thầy sẽ read line cái số nhập,
Tốt, nhập. À, cái nhập thầy sẽ readline, cái nhập thầy sẽ readline tức là người dùng nhập xong rồi sẽ lưu cái nhập này vào trong cái biến nhập. Cái biến nhập là cái string mà người dùng, thầy đã khai báo là cái biến nhập là cái biến mà người dùng đã nhập vào. Thầy readline cái này chứ mình không có readline số nhập thứ y. Readline số nhập thứ y là readline xong mình lưu vào cái số nhập thứ y, thì đây nó không có cho. Thì mình readline xong rồi mình cho nó vào cái biến nhập. Nhập xong rồi sao nữa? Readline vào cái biến nhập. Vào biến nhập. Rồi bây giờ thầy thầy sẽ kiểm tra cái biến nhập nè. If nè. Thầy sẽ làm cái hàm van value. Mấy em coi nè. Khi mà thầy viết van nè, thầy mở ngoặc nè. Đầu tiên là s là string, variable v và code nè. Rồi, bây giờ á là thầy sẽ cái value này, thầy sẽ cho nó là string. Thì mình hồi nãy mình mới nhập á, người dùng mới nhập vào chữ nhập á, thầy kiểm tra cái nhập này, cái value này á là thầy sẽ cho nó là integer, integer. Vì thế cho nên á thằng này á, check me là hãy kiểm tra tôi, check me là kiểm tra tôi. Thầy sẽ lưu, nếu mà thành công á thì cái biến check me này sẽ là một cái số và nó là integer. Check me là một cái integer. Và kế tiếp á là thầy sẽ code. Code là gì? Code đó là lỗi. Thì thầy sẽ add row, is add row, is add row, đóng ngoặc lại chấm phẩy. Tức là khi mà thầy gọi cái row serial value nè, nó sẽ kiểm tra cái mà người dùng mới nhập coi nó có phải là số hay không. Nếu là số nó sẽ lưu vào cái biến check me, còn nếu không á nó sẽ báo cái lỗi is row này. Rồi, thì ở đây á, thầy đã có thêm một cái is row này nữa, và is row này á, thì nó cũng là một cái integer mà thôi. Không, is row này thầy sẽ báo cái hàng khác, tại vì lát code này thầy có sửa nữa. Is row này thầy sẽ cho nó là byte đi nha. Byte là sao? Là từ 0 đến 255. Byte là từ 0 đến 255. Byte. Rồi. Rồi, tại vì is row này á nó không không, thầy cho nó là integer luôn đi. Integer. Is go này nó sẽ báo cái lỗi về, và cái lỗi này sẽ là, nếu mà là lỗi á, thì sẽ là vị trí, nếu mà không phải lỗi á, thì nó sẽ là không. Rồi sau khi ấy đó thầy sẽ kiểm tra if, thầy sẽ kiểm tra là if nè, if á, is row, nếu mà cái giá trị á, bị lỗi á, is row bằng không, không không có mở ngoặc đóng ngoặc nha, if mà is row nó bằng không, nếu mà cái giá trị này không bị lỗi, không bị lỗi thì trả về giá trị là không. Nếu bị lỗi á, thì nó chỗ này nó sẽ là khác không, khác thì mình sẽ làm cái dấu này, mình không có dấu khác, cái dấu này nè là khác nè. Nếu mà nó khác không á, là thành công. Thì thấy gì? Thì thấy gì? Thấy gì? Thì cái số nhập, thì thầy sẽ lưu cái số nhập thứ thứ y này vào, cái số nhập thứ y bằng bằng gì? Số nhập thứ y bằng bằng check me. Check me nghĩa là sao? Cái số nhập thứ y nè, check me tức là cái số mình đã chuyển cái người người dùng nhập này nè vào cái check me. Nếu mà thằng này nó khác không là lỗi, nó khác không là lỗi, chỗ này nó phải bằng không. Nếu mà cái lỗi này bằng không tức là không bị lỗi á, isro là bằng không tức là không bị lỗi. Không bị lỗi thì cái số nhập này, cái số nhập thứ y này, tại vì thầy đã khai báo cái mảng và thầy gọi cái mảng thứ y này nó sẽ là check me, là hãy là cái số mà mình mới chuyển cái nhập này về cái số đó, nếu mà không bị lỗi nha. Còn L, L cái này á, nên viết như thế này, viết như thế này để cho mấy em dễ dễ đọc. Giờ L nè, còn nếu không á, không là gì? Không là thằng này nó khác không tức là nó bị lỗi. Không thì nó bị lỗi, bị lỗi thì làm gì? Bị lỗi thì thầy sẽ thực hiện nhiều đoạn code, nhiều đoạn code. Vì thế cho nên á, thầy sẽ phải bắt đầu bằng begin và kết thúc là end chấm phẩy, đúng không? Thầy sẽ bắt đầu nhiều con. Đầu tiên á, nếu mà không bị lỗi á, thì thầy sẽ thằng thằng này nè, thằng này mới mới cần nè. Nếu bị lỗi á, thì số nhập này là check me in. Số nhập này thầy sẽ lưu vào check me nè, số nhập thứ y. Ví dụ như thằng này là số nhập đầu tiên á, số nhập thứ nhất á, thì cái số nhập không này nè nó sẽ bằng check me. Sau khi nhập không bằng check me đó, thầy sẽ kiểm tra thử thằng này á, begin end chưa kết thúc. Tại vì kết thúc cái statement if này á, thì mình phải chấm phẩy đây. Và bây giờ là đằng sau này mình còn eo nữa, cho nên chỗ này mình không có chấm phẩy.
begin end để cho nó thực hiện, là nếu đúng á, thì thực hiện nguyên cái đoạn code ở trong begin end. Còn hồi nãy á, thầy viết á, if thôi á, đơn giản á, thì chỉ là thực hiện một cái dòng code thì mình không cần phải begin end. À, else này thì begin end và kết thúc cái hàm if này nè. Kết thúc hàm if này thì mình phải phải phẩy một cái đây. Nắm được vấn đề không? Rồi, bây giờ á, nếu mà ấy gì á thì thầy sẽ đầu tiên kế tiếp á, thầy sẽ là y hai chấm bằng y cộng 1. Tức là sao? Sẽ tăng y lên một cái. Và sau đó đó là thầy sẽ chờ người dùng nhập tiếp, tức là set len. Thầy set len này, set len của thầy là cái số nhập sẽ là y cộng 1. Y này nè. Y hai chấm bằng y cộng 1 tức là y này nó thêm một số nữa, thì lúc này á, cái len cái độ dài của cái array số nhập này nè nó chỉ là nhiêu, chỉ là hai mà thôi, đúng không, là hai. Thầy sẽ thực hiện ba cái đoạn này, khi mà không có lỗi thì số nhập nó sẽ lưu vào cái giá trị đó và y nó sẽ bằng y cộng 1, và sau đó là làm tăng thêm một ô trống nữa. Thầy sẽ thêm một ô trống vào cái vị trí này đó, thêm một ô trống vào cái mảng số nhập này. Còn nếu không á, thì thầy sẽ phải khai báo, thầy phải viết ra cho người dùng biết, write line, viết cái gì ra cho người dùng biết, viết ra là bạn đã lỗi đi, thầy sẽ viết cái từ lỗi, lỗi nhập liệu hai chấm, bạn đã nhập một ký tự, bạn đã nhập một cái quần gì đó mà nó không phải là số, vì thế tôi không thể tìm giá trị lớn nhất của nó. Nó bạn hãy nhập lại đi, bạn hãy nhập lại đi. Và thầy sẽ viết ra một hàng mới á. Thầy muốn viết thêm một cái hàng mới nữa, viết thêm hàng mới, thầy write line thêm cái nữa. Còn nếu chán rồi thì hãy nhập vào chữ xong, nhập vào chữ xong để tôi bắt đầu đi tìm nhé. Đi tìm nhé. Rồi, ok, hiểu không, hiểu không? Nếu nếu mà nó nhập vào một cái chữ đó, ví dụ như chữ Trần Quốc Hoài, nhập vào thì nó sẽ ra cái lỗi là lỗi nhập liệu. Lỗi liệu xong rồi đó, bạn đã nhập một cái gì đó sai. Rồi xong rồi, nếu mà chán rồi thì bạn hãy nhập cái từ xong để kết thúc. Và tôi sẽ bắt đầu đi tìm cái giá trị lớn nhất của bạn. Giá trị lớn nhất mà trong các số bạn đã yêu cầu. Hiểu được vấn đề không? Ok ha. Rồi. Đó. Thì cái repeat này nè, repeat cho đến khi mà người dùng nhập vào cái từ xong thì mình sẽ kết thúc. Được không? Người dùng nhập vào cái từ xong thì mình sẽ kết thúc. Rồi. Giờ sao nữa ta? Thì cái này á, thì mình không không có cần, tại vì lỗi mà, mình không có cần tăng y và mình không có cần thêm cái số nhập này một cái giá trị để làm gì cả. Không cần. Rồi bây giờ thì chạy thử. Này báo lỗi gì đây? Illegal expression and not found. Đằng sau hai này thiếu dấu chấm phẩy hết. Ok ha. Y này cũng thiếu dấu chấm phẩy. Nắm được vấn đề không? Cho nên á, sai, thiếu dấu chấm phẩy là một cái điều mà báo lỗi. Ở đây á, nó sẽ báo lỗi là illegal expression. Thằng này á, nó bị lỗi ở chỗ á, thầy xài mấy cái mã khác thầy quen rồi, thầy viết web thầy quen rồi. Khi mà mấy em muốn sai á, muốn cái số nhập thứ y nó bằng check me á, thì chỗ này phải là hai chấm bằng, thầy quen rồi. Thầy xài mấy khác thì chỉ bằng thôi. Bây giờ nói về Pascal á, thì mới coi Pascal thôi. Đó. Bây giờ là đang chuẩn bị mở nè, lần đầu tiên nó compile thì nó mở lên. Hãy nhập số thứ nhất nè. Thằng này nó số thứ một, thầy phải phẩy một cái và thầy ghi hai chấm và thầy cách một cái để cho thằng này số thứ nhất ghi hai chấm một cái
À, được không? À, rồi làm lại anh mà đó, cái mã thì nó khá là dài, vì thế cho nên là thằng này nó cũng chạy đó. Nhập số thứ nhất phải nhập là 6 à, 5 4 3 đó, thầy nhập những cái số integer nè, nó đâu báo lỗi gì đâu, đúng không? Đó, thầy nhập 1,2 cái là lỡ nhập liệu. Bạn đã nhập một cái quần gì đó mà nó không phải là số, vì thế tôi không thể tìm giá trị lớn nhất của nó. Bạn hãy nhập lại đi. Còn nếu chán rồi thì hãy nhập chữ xong để kết thúc và tôi bắt đầu tìm nhé. Rồi xong. À, xong một cái là kết thúc. À, nắm được không? Ngon không? Ngon, nhập xong một cái là kết thúc. Rồi, bây giờ á ha, bây giờ là thầy sẽ phải lấy những cái dữ liệu lấy cái những liệu hồi nãy giờ thầy làm nhập dữ liệu xong rồi, thầy nhập xong rồi. Khi mà nhập xong á, khi mà xong á, nó sẽ kết thúc cái đoạn repeat này. Khi mà thầy nghe được cái từ xong á, nó sẽ kết thúc cái đoạn repeat này. Ok ha. Rồi, bây giờ á nó sẽ kết thúc cái đoạn repeat này. Bây giờ á, thầy sẽ bắt đầu cái đoạn mã mới. Khi mà kết thúc đoạn repeat rồi, thầy sẽ đi tìm mắt. Tìm mắt. Thì cái tìm mắt này á, nó cũng khá là đơn giản, khá đơn giản. Đầu tiên á, thầy sẽ lập thầy thầy đầu tiên á, thầy sẽ cho mắt hai chấm bằng cái giá trị lớn nhất á, lúc này á, sẽ bằng cái số nhập thứ thứ zero. Cái số nhập thứ zero tức là cái số nhập vị trí đầu tiên, giống như tìm A hồi nãy thôi. Nhập thứ zero. Nhập thứ zero và thầy chấm phẩy một cái. Được không? Số nhập thứ zero. Sau đó đó khi khi mà có cái mắt là số đầu tiên đó, thầy sẽ dùng cái dòng lặp for. For gì? For y. Khoan khoan. Trước khi cần cái dòng lặp for thì thầy sẽ vào đây. Loop nè. Loop nè, Pascal loop nè. Thì trong cái loop này á, nó có cái for gì đó do. Repeat until nested loop for do. For gì đó. Rồi, mấy em coi cái cấu trúc của nó nè. For cái giá trị y hai chấm bằng cái gì đó cho đến cái gì đó làm một cái điều gì đó. Được không? Nè, đây là for y hai chấm bằng 1 to 10 thì làm cái gì đó. Tức là từ 1 đến 10 thì hãy viết cái y ra 1 2 4 6 7 8 9 10. Được không? Rồi cái cấu trúc của vòng lo for là như vậy. Ở đây á, thầy for thằng này á, thầy chỉ làm gì thôi y nè. Y này á, là cái biến mà thầy đã set cho cái giá trị của nó rồi, cái số lượng của nó rồi. Thì chỗ này thầy sẽ làm cái biến gọi là biến gì ok ha, biến gì. Rồi for gì, for gì gì, for gì hai chấm bằng zero tức là gì bằng không. Tu không không gì bằng một, tại vì cái mắt này mình sẽ so sánh từ số 1, tại vì mắt này mình đã cho nó là không rồi. Mắt là mình đã cho cái số đầu tiên của cái dãy, cái chuỗi, cái mảng số nhập rồi. Thì mình sẽ từ không ở từ 1 thôi. Tu tu cái gì, tu cái độ dài, cái độ dài của một cái array, cái độ dài của một array. Thầy coi coi trong này nó có array hay không. Vô đây thì tải này nè. Một cái đây em thấy là ở trong này tất cả những cái hàm, tất cả những cái hàm mà Pascal nó hay, đúng không? Tất cả những cái hàm mà Pascal nó hỗ trợ về chuột nè, toán nè, vân vân. Giờ thầy sẽ coi cái Rayland đi, tìm đi Pascal Array. Rồi ok, Rayland tức là cái độ dài của một cái ấy. Thì cái hàm của nó là len thôi, len của cái độ dài đó thôi đây, và nó sẽ trả về cái giá trị là integer. Rồi bây giờ thầy chỉ việc là lấy cái len này thôi, ln g tờ hờ là len, là cái độ dài của cái số nhập, số nhập. Được chưa? Cái độ dài của số nhập, độ dài số nhập. Rồi thì do đúng không? For thằng này do. Còn repeat thì until. Còn while thì hàm đó. Đây nè, do từ 1 tới 10 do. Còn mà đi từ 10 đến 1 thì nó lại dễ hơn nữa. Do gì? Do á thì sau này á mình sẽ begin và mình sẽ kết thúc á là end. Phải. Begin và kết thúc là end, tức là mình sẽ thực hiện nguyên code này. Từ 1 đến 10 thì mình làm. Mình sẽ so sánh nè, đầu tiên mình cho mắt là cái này. Thì thằng này nè, mình so sánh với số nhập là cái số 1, cái số nhập thứ nhất đằng sau số này, mình so sánh hai đó coi thằng nào lớn hơn. If
if là số nhập thứ z này á, số nhập thứ nhất này á mà nó lớn hơn mắt, nó lớn hơn chứ không bằng nha, nó lớn hơn mắt thì sao? Nếu mà nó lớn hơn mắt, nếu mà số nhập này nó lớn hơn cái giá trị lớn nhất thì mắt lúc này mình sẽ assign nó, mình sẽ cho nó hai chấm bằng bằng cái số nhập thứ gì, đúng không? Số nhập thứ gì và chấm phẩy, được chưa? Nếu mà thằng này thì nếu mà số nhập lớn mắt thì mắt sẽ là số nhập là xong. Mình đơn giản cái hàng này nè, nó sẽ kiểm tra là z bằng 1, rồi sau đó nó z bằng 2, lớn hơn mắt. Mắt này nó đã ấy rồi. Rồi sau đó là tìm mắt xong rồi đó. Right line số lớn nhất trong các số, trong gì, trong mấy số bạn nhập á, phẩy một cái, trong phẩy một cái y, tại vì y nó là cái số mà nó nhập mà, y cộng một, y y nhá, y lát mình coi thử cái y là cái gì, y số bạn nhập, y này sao nó cách một cái rồi số bạn nhập cho nó đúng, số bạn nhập là chấm cách một cái, phẩy một cái mắt rồi. Sau right line này thì mình phải chấm phẩy, coi thiếu dấu chấm phẩy không, không thiếu rồi, ok chạy thôi đó, không có lỗi gì hết. Có chúng ta viết rất là thơm bơ rồi, chờ nó xíu. Rồi bây giờ hãy nhập số thứ nhất, thầy sẽ nhập số là 5, 3 là thầy nhập hai số nè, 4 số nè, 6 số nè, đó. Biết biết sao nó báo lỗi không? Lý do là nguyên đám này nè, nó lớn hơn cái giá trị của integer. Integer nó từ mấy ngàn, 30 mấy ngàn, tức là 2 mũ 16 á, nên số này lớn hơn cho nên nó không chịu. Đó. Nhập báo lỗi nè, đó. Rồi. Còn nếu chán rồi thì hãy nhập từ xong, thầy sẽ nhập xong. Mấy em sẽ coi một cái vấn đề nè, thầy nhập từ xong này nè, nó cũng báo lỗi, mà thầy nhập xong này nó cũng báo lỗi, chỉ có nhập cái từ xong đơn giản này thì nó mới hết báo lỗi thôi. Nó xuất ra mắt rồi, nó xuất ra mắt nha, nó xuất ra mắt, nhưng mà cái vấn đề á là nó tắt luôn cái đó. Lý do là mình nên viết thêm một cái read line để cho người ta có thể kết thúc bằng cái enter để tắt trả lại. Em thấy không, cái vấn đề là cái thằng xong này em phải viết giống y chang cái từ xong này nó mới chạy. Thì lát mình sẽ sửa đó lại. Lỗi đúng không? Lỗi 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 hết. Đó, em thấy là cái số thứ ba này nè nó bị lỗi, nhưng mà nó lỗi xong rồi thì nó sẽ ra số thứ ba này, nó lại là số 3 thứ tư. Thì những cái số nào mà hợp á, nè những cái số nào thì check nè, thì check coi, nếu mà error, nếu mà số đó là một cái số thiệt á thì mình mới tăng lên cái số 3, số 4, không thì nó đâu có tăng. Rồi thầy nhập 6 số nha, thầy enter, thầy enter 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 số 7 nè, thầy nhập 6 số rồi, giờ thầy muốn xong á thầy enter cái xong. Số lớn nhất trong 6 số bạn nhập là đại số này, em hiểu không, hiểu không? Đại số này nè, 4252345 nè, 4252. Ok ha, rồi đó. Như vậy là mình không cần phải là nhập nhiều, không, mình không cần phải nhập nhập rất là nhiều. Mình chỉ nhập đơn giản thôi. Còn bây giờ cái lỗi này nó nhiều quá đó. Cái lỗi này nó viết nhiều quá, nó cho mình rối mắt á, có thể tắt nó đi, tắt nó đi. Mấy em có thể viết cái gì đó cho nó hợp lý ở đây, tùy theo mình thôi. Bây giờ thầy sẽ xử lý cái vấn đề cuối cùng là nó phải nhập đúng cái từ xong này thúc được, được không? Nó phải nhập đúng cái từ xong nó mới kết thúc được. Thì đây á, thì chúng ta có cái hàm là upper hay là lowercase. Rồi thầy sẽ coi cái hàm Pascal, tại vì cái vấn đề của nó là viết hoa không viết hoa thôi. Upper upcase, Pascal cái hàm upcase, upcase tức là làm cho viết hoa hết, viết hoa hết. Như vậy là tắt thằng này đi nha, thằng này là mã mình ngon lành rồi, bây giờ viết hoa hết, viết hoa hết xong. Như vậy là until gì, until upcase, upcase của cái nhập này
uppercase của cái cặp này nó là xong. Cái từ xong. Uppercase cho được rồi, bây giờ thì chạy nè. Chạy nè. À, em thấy là uppercase của một cái string, một character của một short string, của một short character hay là wide string đều vậy cả. Rồi bây giờ nhập số thứ nhất nè, 54 à, để hạn chế lỗi thì nhập đúng nha. Rồi thầy nhập từ xong nè. À bây giờ là ok ha. Xong này á, khi mà thầy nhập từ xong này á là cái dữ liệu nhập là cái này. Dữ liệu nhập là cái này. Nó sẽ uppercase lên. Uppercase lên. À thì nó sẽ thành x o n g đều là từ xong cả. Uppercase lên hết. Đều là xong cả. À thì à, cái lệnh nó sẽ là ok. Ở nhập liệu. À như vậy là số lớn nhất trong ba số bạn nhập là 654. Lý do gì báo cái hàng lỗi này? Vì à, nó sẽ repeat cái đoạn này à, và em nhập cái này vào sẽ thực hiện cái code này trước khi hit cái hàng repeat này à, vì thế cho nên á, lúc này á, à, cái xong này á, nó vẫn thực hiện cái hàm số lớn nhất, nó vẫn đi tìm số lớn nhất trong đó 654 này à, nhưng mà à, nó vẫn báo ra một cái dòng lỗi nhỏ. Vậy làm sao mình bỏ cái dòng lỗi này à, làm sao mình bỏ dòng lỗi này à, if mà thằng này bằng 0 này bằng 0 không rồi thằng này nè L if nè L if à L nếu mà đó bằng 0 L mà y khác 0 không thì thực hiện cái dòng lệnh này khác 0 và cái gì nữa và cây của nhập không bằng xong là sao cây của nhập không bằng không xong nghĩa là sao ta nghĩa là như thế này nếu mà lỗi nè error nè nó khác không tức là đã là lỗi rồi nhưng mà cái lỗi này nó cần phải thêm cái điều kiện là cái từ nhập này nè nó không phải là cái từ xong thì nó sẽ ra cái này còn nếu mà từ nhập là từ xong á à, hoặc cái này là hoặc à, à ừ đúng rồi and à, nó khác từ xong nó không phải từ xong á à, thì nó sẽ ra cái hàm này còn nếu là từ xong á từ xong thì cái điều kiện này nó không có match không có, có hợp lý thì nó sẽ không xuất hiện ra cái dòng này. Rồi bây giờ thầy sẽ chạy nè tắt này đi và chạy lại để thôi thằng n này à vậy là thầy không biết cái syntax của nó như thế nào à, cho nên thầy sẽ tìm Pascal if and statement Pascal if để coi cái cách nó hoạt động như thế nào. À, tại vì and này thì là và thôi. Condition này à if rồi ok thì hiểu. Vậy là mình sẽ mở ngoặc đóng ngoặc nó. Nếu mà nhiều cái mình muốn and á thì mình sẽ mở ngoặc đóng ngoặc này. Thầy control x nó thì mở ngoặc bắt nó ra và thầy đóng ngoặc nó lại. Từ thằng này còn trên ít nó thì mở ngoặc thì bán nó ra rồi thì đóng ngoặc lại và thì chạy thử rồi ok tức là nếu mà mình cần hai cái á, thì mình cần phải có từ end đây à, và mình phải mở ngoặc đóng ngoặc lại rồi nhập số thứ nhất rồi thứ nhất là nó à, được không à, rồi bây giờ thầy nhập từ xong xong lần sau là rê luôn nha đó thì nó không còn báo lỗi nữa mấy em hiểu không à, nó khác xong à, thì nó không còn báo lỗi nữa. Vậy số lớn nhất của này là nhiêu đây? À, trong năm số bạn nhập là nhiêu đây? Không. Rồi. À, cái kế tiếp á, là thầy muốn xóa luôn cái từ xong này. Xóa từ xong này thì làm sao? À, thì nó lại cần một cái hàm xóa cái hàng này nữa. Xóa cái hàng ở phía trên. Nhưng mà thôi nó phức tạp lắm. Thôi mình bỏ qua. Bỏ qua điều đó. À, như vậy là đây là một cái chương trình. À, mở rộng của đề này
Đề này yêu cầu tìm bốn số lớn nhất thôi à, nhưng mà Sam Quân tâm thương à, tâm thương. Còn thầy á, là thầy làm nguyên cái này luôn à, và muốn biết cái chương trình mình đang chạy gì á, thì trước khi bắt đầu chương trình á, thì mình sẽ write nó à, muốn viết sao cũng được, tại vì Pascal nó không phân biệt nha, nó không phân biệt viết qua hay viết thường. Write gì à, à chương trình truyền hình à, chương trình tìm giá trị lớn nhất của các số à, các số bạn nhập được chưa. Như vậy là người người dùng khi mà người ta xài á là người ta sẽ à, được không, người ta sẽ biết là người ta đang xài cái chương trình gì, nắm được vấn đề không đó. Thì mình sẽ chạy thử tắt này đi, tắt đi. Em phải đóng vai trò mình là một cái máy tính à, thì em mới mới hiểu được à, cái cách hoạt động, cách chạy của phần mềm như thế nào đó. Chương trình tìm giá trị lớn nhất của cái số bạn nhập, nhà số thứ nhất à, bây giờ thầy nhập nè 4.5, nó sẽ báo lỗi. Lý do gì à, 4.5 cũng là một số mà, nhưng mà sao báo lỗi, nó không so sánh được hai số này hay sao à, lý do à, nó báo lỗi ở đây á à, thầy sẽ nói thêm một điều nữa là cái biến ta khai báo á, là integer, integer hiểu không, integer đó. Cái biến mà mình khai báo là một cái integer, vì nó là một cái integer cho nên á, nó không có nhận cái 4.5 là một cái số thật à, như vậy để cho nó thành số thật á à, thì mình sẽ làm một cái real à, cái biến gọi là biến real à, biến real á, thì cái mắt của chúng ta nó sẽ là real. Check me á, là hãy kiểm tra coi tôi có phải là một cái số thật hay không, cho nên check me cũng là ấy. Còn y và z này nè là hai cái số mà mình làm tăng dần cộng một cộng một cộng một, cho nên y này nó phải là cái biến integer. Vì thế hai thằng này á à, nó không được đặt ở đây, thằng này nó sẽ được chuyển thành thành real, và thằng này á y nó phải là những cái integer để cho nó cộng cộng dần cộng dần à, thì lúc này á nó sẽ xử lý được cái hàm số số thật. À, hàm số thật à, tất cả mấy em coi nè, tất cả những cái biến á, đều nằm ở trong cái chỗ này hết. Sau này á, là một cái đoạn mã chạy của chương trình hiểu không đó. Thì mình chỉ việc thay cái loại dữ liệu của nó ra thôi, thay thay cái loại dữ liệu nó là kết thúc chương trình à, và thầy đã chỉ cho em cái chiêu là người ta nhập cái gì vào cũng được, mình sẽ kiểm tra bằng cái hàm van này coi cái đó có phải là một cái số hay không. Nếu là số thì mình lưu nó, nếu là số thì mình lưu nó, còn nếu không số thì thôi. Rồi để chạy thử cho em coi à, bây giờ là nó có thể tìm cái giá trị à, lớn nhất của những cái số à, mà số thật luôn. 6.7 nè, ok ha, 6.7 4 chấm này nè, gọi là à, 1e e8, 1e8 là 10 10 mũ 8 á à, hay là 1e mũ trừ 8. Rồi e mũ trừ 8 tức là 1 mũ 1 nhân 10 mũ trừ 8 á, và thầy sẽ kết thúc để coi giá trị lớn nhất của nó là gì, là thằng này là 1e8, 1e8, 1e8. Bây giờ á, tại vì nó là số số real, số thật, cho nên á, cái giá trị mình xuất ra là mình phải à, cái này nè, mắt của chúng ta đó nha, mắt của chúng ta cần phải à, rút gọn nó lại à, thì mắt của mình á, thì mình nên ấy nó lại à, thì mình sẽ là 0 2 chấm 0 2 chấm 2, tức là à, lấy hai số 0 đằng sau à, xài dấu phẩy. Còn cái số 0 này á, thì nó chỉ là đơn giản, chỉ là một cái tầm thường gì thôi, một cái tầm thường thôi. Cái số 0 này á, là cái dấu cách ở trước cái số này, không có ý nghĩa. Rồi à, 2.0 2.2 à, bây giờ thầy sẽ làm thử nè, em nên viết là cái chương trình này à, 5.6 à, 1.2 và thầy xong cái nha à, thì là 5.6 à, không, tức là lấy hai số đằng sau dấu phẩy. Đấy, 5, rồi à, bây giờ á, thầy muốn mở rộng chương trình này thêm, muốn mở rộng chương trình này thêm, tức là nhập xong rồi muốn nhập nữa, nhập nữa được không, muốn nhập cái này nữa nè, tôi muốn tìm thêm một chuỗi khác nữa à, bạn có muốn tìm một chuỗi dữ liệu khác nữa hay không? Năm sau nhập xong á
nó đâu, nó kết thúc ở chỗ nào đâu, mắt này nè, mắt này nè, được không, mắt này nè. Bây giờ á mình sẽ hỏi, mình sẽ right, mình sẽ right, thầy sẽ xuống dài ba hàng nha, xuống dài ba hàng thì thầy viết cái hàm right này, right này, xuống dài ba hàng rồi. Thầy sẽ đó là bạn có muốn tiếp tục tìm giá trị lớn nhất không, chấm hỏi yes or no, không có hoặc là không, nhập có hoặc là không. Ừ, có không đó, hãy nhập có hoặc không rồi chấm phẩy. Tức là xong rồi đó, nó chạy nó tìm ra ra cái mắt rồi. Thì nó sẽ hỏi mình bạn có muốn tiếp tục tìm cái giá trị lớn nhất nữa hay không. Hãy nhập có hoặc là không, tức là có tìm, có muốn tìm hay là không. Và nhập xong thì đó. Rồi ở dưới này á, bạn có muốn tiếp tục tìm giá trị lớn nhất nữa hay không, hãy nhập có hoặc không. Thì lúc này á mình sẽ phải kiểm tra nhập có hoặc không. Mình sẽ kiểm tra cái này, read line. Mình sẽ coi cái dữ liệu người dùng nhập này vào. Cái biến của mình là tiếp tục hay không, cái biến mình là tiếp tục không, được không, cái biến của mình là tiếp tục không, tức là nó sẽ lưu vào cái tiếp tục không này. Và tiếp tục không này là một cái variable mà mình chưa khai báo, cho nên á, tiếp tục không nó vẫn là string giống như cái nhập thôi. Thì mình sẽ khai báo chung với thằng nhập này là cái biến string. Thứ như này á, readline tiếp tục không. Như vậy á, mình sẽ phải bỏ luôn cái hàng readline cuối cùng. Mình sẽ phải làm thằng này, mình sẽ cắt thằng này, nguyên cái đoạn mã chạy trên này á, mình sẽ repeat. Mình sẽ repeat nguyên cái đám này, nguyên cái đám đó, nguyên đám mình mới ấy á, cho đến khi nào, cho đến khi tiếp tục không bằng còn mấy, cho đến khi tiếp tục không uppercase của nó đi, hay là lowercase, uppercase đi, uppercase của nó, uppercase của cái thằng tiếp tục không, uppercase của thằng tiếp tục không nó bằng, nó bằng gì, nó bằng không, tức là chạy cái đoạn này hoài cho đến khi nào mà người dùng nói không thì nó sẽ thoát cái chương trình này, nói không thì nó sẽ thoát cái chương trình này, hiểu không, nó sẽ lặp nguyên cái đoạn này hoài luôn cho đến khi mà người dùng nói không thì mình sẽ thoát. Và thầy sẽ phải táp thằng này vô cái, táp vô cái đó, ngon không? Cho đến khi mà người dùng nói không cái là mình nghỉ. Read line tiếp tục không nè, tiếp tục không nè. Cho đến khi mà cái tiếp tục không này á, nó là không đấy. Còn có thì sao, có thì nó sẽ lặp lại cái này, nó sẽ chạy tới khúc này và tiếp tục không. Mình nó có thì nó lặp lại nguyên đám này. Tại vì lúc này nó read line là nó đang chờ người dùng nhập vào, mà nó không giống không á thì nó lặp lại. Như vậy á, thầy sẽ chạy cái đoạn mã này đơn giản thôi, thường tình của nhà nông mà thôi. Rồi còn cái chương trình tìm giá trị lớn nhất của thầy nè. Rồi bây giờ thầy sẽ nhập nè. Rồi thầy sẽ nhập xong đó, số lớn nhất trong ba số là thằng này, ba số bạn nhập là rồi. Ok, bạn muốn tiếp tục không thì mình nói có một cái thì mình lặp lại, đúng không? Cái hàm repeat until rất là hay. Mình nói xong rồi. Số lớn nhất trong những số này là 2, 3, 4, 5 này nè. Mình nói có thì mình tiếp tục thôi. Lỗi thì mình nhập số lại, được không? Và mình xong rồi. Bạn có muốn tiếp tục không thì mình sẽ nhập từ không vào. Và thầy muốn kiểm tra cái từ bá đạo uppercase của thầy á, không này nè. Ê cha, uppercase này nó phải là không, không này nó mới đúng. Cho nên á, khi mà bây giờ thầy nhập từ không này á, nó cũng không đúng. Tại sao?
Tại vì không, hồi nãy thầy viết là không viết thường mà thầy upcase nó rồi thì ấy à, hiểu không? Rồi thôi à, cái code này á, thầy mở rộng cái bài toán này tới đây thôi à, chứ nhiều quá thì à, mệt mệt lắm nha. Rồi cái đoạn code này, những cái mã này thầy sẽ à, đăng ở bên dưới video cái đường dẫn à, cho mấy em có thể mở về đọc và tham khảo. Rồi à, thì đó là thầy đã giải quyết cái vấn đề này, và video sau thì hướng dẫn mấy em cài à, cái phần mềm này để viết dễ hơn cái tụt bô bát can giống như trong trường.